还是害怕一个人哭泣，不敢想你就忘了自己，忘了伤，忘了回忆。Xin mến chào tất cả các bác nhá. Hôm nay có một dòng loa mà thời gian vừa rồi em cũng đã giới thiệu với tất cả các bác rồi, qua kênh rồi. Thì các bác có thể thấy là đây là một dòng rất là cao cấp và giá của nó cũng đang rất là tốt cho tất cả các bác đây. Đó là con các bác có thể nhìn thấy TVK12 các bác nhá. Dòng này thì các bác anh em có thể chơi ngoài trời. Đấy, chơi ngoài trời làm loa monitor rồi làm loa kiểm âm rồi làm loa full rồi anh em có thể là làm được rất nhiều. Lắp karaoke cũng rất là dễ, vì anh em có thể thấy đây, nếu mà anh em lắp karaoke thì anh em có thể bắt hai cái ốc vào đây đấy, vào giá đây, hoặc là bên cạnh hai cái giá vào bên cạnh đây các bác nhá. Đấy, hoặc là anh em làm tùng ngả cho anh đấy. Anh em làm monitor thì anh em cũng có thể là đặt làm monitor được. Đấy, anh em có thể thấy. Đó, làm monitor được. Đấy, như này anh em thấy ok không ạ? Đấy, và dưới này thì anh em có thể là làm loa full, làm chân trống, cắm chân trống vào làm loa full. Và con này là lắc acoustic các bác nhá. Dòng này thì phải nói là rất là đẹp. Tùng có thể để lên trên cái thùng cho anh. Đấy, TVK12 các bác nhá. Con này thì với giá hiện tại em đang chào bán là 12.500.000 đồng với một cặp loa lắc acoustic. Đấy, xoay lưng ra cho anh xem. Đó. Đấy, các bác sẽ thấy con này nó có tay nắm luôn. Tay nắm này anh em có thể chơi đi ngoài trời thì vô tư luôn nhé. Đấy, và lớp sơn của nó thì rất là đẹp. Đó. Sơn rất đẹp. Đây, lắc acoustic TVK12. Độ nhạy là 98 dB. Công suất là 400W. RMS. Chỉ cần với công suất là 400W có thể đánh được các bác nhé. Peak của nó là 1600W. Đấy, peak có nghĩa là công suất cực đại, cực lớn của nó là 1600W. Đấy, nhưng mà cái này là bình thường là RMS thì là công suất bình thường là 400. Anh em cùng dùng cục đẩy 400 là có thể chơi được. Đấy, ở đây là 8 ohm và giải tần đáp ứng từ 50Hz cho đến 20kHz. Đó. Đấy, anh em có thể nhìn qua một lượt. Rất là đẹp nhá. Và bây giờ em sẽ tháo ruột gan cho tất cả các bác cùng xem. Đấy. Thì bây giờ em đã tháo cho tất cả các bác cùng xem rồi. Tùng có thể tháo cho anh cái dây này ra luôn. Đấy. Lắc acoustic luôn các bác nhá. Con này thì bao phê luôn các bác nhá. Để cho tất cả các bác cùng nhìn cái miệng chép của nó cực to. Đó. Đây là đây, lắc acoustic. Lắc acoustic. Cái củ chép này là các bác có thể nhìn thấy cái xương của nó sẽ rất là dày các bác nhé. Cái xương, cái đường sức từ của nó rất là dày. Đấy. Đấy, lắc acoustic. Và đây là củ bát. Củ bát đây. Từ này là từ tầm 19 các bác nhé. Từ tầm 19. Và các bác tung đỡ cho anh. Nó rất là nặng các bác nhé. Phải nói là nó rất là nặng. Đấy, các bác có thể nhìn qua một lớp. Đây là lớp mặt của nó. Các bác có thể nhìn thấy là cái lớp này thì nó được phủ một cái lớp chống nước các bác nhá, bóng chống nước. Và đây là gân lụa tẩm dầu. Và đây các bác có thể nhìn thấy là nó có carbon, kiểu dạng carbon các bác nhá. Đấy, nó cho cái lời ca của nó cực kỳ là trong luôn. Đó. Đây, xem nhện này, nhện vàng các bác nhá, rất ok luôn. Cái này là các bác có thể nhìn thấy ống ánh sợi thủy tinh. Và quan trọng nhất là phân tần. Tùng bỏ ra cho anh phân tần của nó thì cho tất cả các bác cùng xem. Phân tần có chống cháy chác luôn các bác nhé. Đấy, rất to. Phân tần này thì cực kỳ bự luôn rồi. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Có 3 tụ. Made in France các bác nhé. Rồi những chở cuộn cảm. Đó. Con này thì không có gì để mà bàn cãi rồi. Cực kỳ chất. Đấy, tôi có thể để vào cho anh. Cực kỳ đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, thì với giá của nó em đang chào bán với tất cả các bác là 12.500.000. Đó. Con này thì có thể anh em chơi ngoài trời được, làm monitor monitor được. Anh em có thể nhìn cái một chiếc này, anh em có thể xách đi rất nhẹ nhàng, làm monitor, đặt xuống làm loa kiểm âm rất là tốt. Đấy. Đấy, hoặc là anh em làm loa full đánh trong gia đình rất là ok, hoặc là anh em lắp phòng karaoke
thì anh em có thể lắp được hai cái chôn này này rất là dễ, hoặc là treo lên bằng hai cái ốc trên này, rất là đơn giản luôn. Con này thì đa nhiệm luôn các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp đấy. Thì em sẽ làm một cái video sau để test âm cho tất cả các bác cùng nghe các bác nhé. Đấy thì rất là đẹp luôn. Rồi ok, chào tất cả các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Các bác có thấy đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Rồi ok, chào tất cả các bác.